tuần. Bò là một loại thực phẩm mà rất nhiều dầu đạm và giàu những các khoáng chất. Thế nên là món bò thì được người dân sử dụng rất nhiều các món ăn khác nhau, như là bò xào, bò nướng, hoặc là bò để nấu phở, rồi bò nấu sốt vang. Thế tuy nhiên là món bò cũng là một cái món mà chúng ta có thể biến tấu được rất nhiều món ăn khác nhau. Với cái món bò cuốn kim châm sốt nấm ngày hôm nay, và đồng hành với tôi vẫn là nữ nghệ sĩ cô Huyền Thanh đến từ nhà hát chèo Việt Nam. Xin chào cô. Xin chào Hải, xin chào tất cả khán giả. Cô Huyền Thanh này, thế thì những cái món bò ở nhà thì cô Huyền Thanh có hay rất hay làm không ạ? Hải ơi, mình ở nhà mình hay làm cái món lẩu bò cho con. À, lẩu bò. Hay làm cái món lẩu bò. Nhưng mà con mình hay chê lắm. Hay chê là mẹ không biết nấu. Vâng. Ừ. Thế thì qua chương trình này thì cô sẽ làm được những cái món bò mà nó đúng cái chất và nó đúng cái kỹ thuật để cho nó cái món ăn nó có những cái hương vị mà nó tốt nhất và nó ngon nhất. Thế thì cái bò món nấu kim châm thì rất là đơn giản thôi cô ạ. Bò thì cô nên chọn những cái loại thịt bò mà nó mềm. Mà tốt nhất là hiện nay thì có trên thị trường có cái loại bò mà chúng ta vẫn nuôi đi theo cái kiểu cách ngày xưa ấy. Tức là cho con bò nó ăn cỏ. Ăn cỏ. Thế nên là cái thịt bò bao giờ nó có cái mùi rất là đặc trưng. Đấy ạ. Thế nên là quý vị, cái kinh nghiệm của tôi khi mình đi chọn thịt bò là bao giờ tôi cũng phải ngửi cái miếng thịt bò. Vâng, nó có cái mùi bò đặc trưng thì đấy cái là miếng thịt bò ngon cô ạ. Và sau đó là chúng ta sẽ chọn đến nấm kim châm. Nấm kim châm thì quý vị nên chọn, bây giờ nghe thị trường có rất nhiều loại nấm kim châm khác nhau, nhưng mà cái loại nấm kim châm mà nó có đảm bảo an toàn thực phẩm đó là nấm BioVeg, là một loại nấm mà rất được người tiêu dùng lựa chọn cô ạ, và đấy là nấm nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Vâng. Và để cái món này thứ hai thì chúng ta sẽ cần có một chút nấm hương, một chút hành hoa, tỏi băm và cái này là nước tỏi đấy ạ. Nước tỏi ép ra. Và chúng ta sẽ cần một chút bột năng để chúng ta làm sánh sốt và một chút rau mùi để trang trí nữa ạ. Đi kèm với nó thì có những cái gia vị thông thường như là gia vị bột nêm hạt tiêu thì cái đấy chúng nó đã quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Với cái thịt bò này sau khi chúng ta mua về chúng ta sẽ sơ chế sạch và chúng ta sẽ lạng mỏng nó ra. Lạng mỏng mở vở để cho cái bản nó to, sau đó chúng ta sẽ dần mềm. Vâng. Chúng ta sẽ cắt ngang thớ dày khoảng độ 0,5cm thôi ạ. Đây ạ. Cắt không đứt như thế này và cắt thêm một nhát nữa đứt thì người ta gọi là lạng mở vở. Đây ạ, cái bản thịt bò nó sẽ rất là to như thế này. Và để làm cho nó mềm ra thì chúng ta sẽ phải sử dụng búa dần. Chúng ta sẽ dần mềm nó ra. Cô làm nhé. Vâng, cô làm. Đấy, cô dần thôi. Thịt bò chúng tôi đã dần mềm như thế này và bắt đầu chúng tôi sẽ tiến hành tẩm ướp. Đầu tiên là cô Huyền Thanh sẽ với khoảng độ 400g thịt bò như này, cô Huyền Thanh sẽ cho cháu 1/2 thìa cà phê gia vị vào đây ạ, vẩy đều nó ra. Đúng rồi ạ. Bây giờ cô cho cháu một nửa thìa tiêu, một thìa bột nêm, một thìa đường trước đã. Rồi sau đó là chúng ta sẽ đảo đều lên đã. Qua những cái chương trình nấu ăn này về là cái khả năng nấu ăn này của cô lại được nâng lên rất nhiều đúng không ạ? Rất nhiều, đúng như thế. Mà lại tự tin trong cái cách những cái nấu các món mới. Đúng rồi, để thỉnh thoảng tụ tập bạn bè. Vâng, đúng rồi ạ, vâng. Ngày cuối tuần. Và chúng ta sẽ cho vào đây khoảng độ 2 thìa cà phê nước tỏi ép ạ, để cho nó thơm. Và để cho cái thịt bò nó nướng nó được có cái dậy mùi ý cô, thì chúng ta sẽ cho vào đây một thìa cà phê dầu hào. Vâng. Và độ 2 thìa cà phê xì dầu. Đấy, nó tạo ra cái màu nó hơi nâu nâu. Đẹp. Rất là đẹp. Vâng. Và chúng ta sẽ để cái thịt bò này nó ngấm trong khoảng từ 10 đến 15 phút thôi cô ạ. Tại vì là thịt bò nó ngấm cũng lâu hơn các cái thực phẩm khác. Và thứ hai nữa là khi mà để nó ngấm lâu thì cái hương vị nó sẽ đạt, nó sẽ ngon hơn. Vâng, nó sẽ rất là ngon hơn. Vâng, vâng. Để cho nó ngấm xong bắt đầu chúng ta sẽ cuốn nấu kim châm vào cái viên xiên thịt bò và chúng ta có thể nướng hoặc là rán. Sau khi mà bò đã ngấm được từ 10 cho đến 15 phút như thế này ạ. Chúng ta sẽ trải cái bò ra thớt như thế này. Quý vị các bạn lưu ý là chúng ta sẽ trải bò ra thớt. Sau đó hoặc một cái đĩa, sau đó là chúng ta sẽ cho nấm kim châm từng bó như thế này ạ. Từng bó. Vâng, chúng ta cho vào thịt bò và gói tròn lại. Đây ạ. Cho nó thừa ra một chút. Vâng. Cho thừa đồ. Sau đó chúng ta sẽ cho vào khay để tí nữa cho vào lò. Sau khi mà bò chúng tôi đã cuốn như thế này rồi và bây giờ tôi sẽ cho vào lò. Hoặc là quý vị các bạn có thể nướng trên than hoa hoặc là chúng ta rán trên chảo đều được hết ạ. Và nếu mà nhà nào có lò nướng thì rất là tiện. Và trước khi cho vào lò thì chúng ta sẽ cho một chút dầu ăn dưới lên cái miếng thịt bò này, vâng ạ, và cho nướng nó không bị cháy nữa cô. À, không bị cháy. Vâng, cái thịt bò này thì chúng ta nướng trong lò rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ để nhiệt độ là 250 độ C và chúng ta sẽ nướng trong khoảng 15 cho đến 18 phút ạ. Vâng, và khi lò nó đạt được nhiệt độ rồi chúng ta sẽ cho thịt bò vào. Chúng ta sẽ nướng 18 phút thôi và chúng ta cũng không còn phải lật trở gì đâu ạ. Thế ạ. Tại vì nó sẽ tự chín ở trong lò. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ quay sang làm sốt. Và sốt ở đây chúng ta sẽ dùng làm sốt nấm hương. Thì nấm hương cô sẽ ngâm cho cháu
là cho nó mềm ra. Và những cái to thì mình cắt đôi, còn cái nhỏ mình sẽ để nguyên. Hành hoa thì chúng ta sẽ cắt một cái khoảng độ là 10 phân, là chúng ta bỏ cái dọc hành trắng này chúng ta bỏ đi, và chúng ta chỉ thái cái dọc hành xanh 1 cm ạ. Khi cái nấm mình đã cắt xong như này rồi, cái nước nấm thì cô chắt lấy cái nước trong, nước ngâm nấm. Mình dùng lại cái nước ngâm dầm. Vâng, ngâm nấm hương ấy ạ. Thì cô chắt lấy cái nước trong như thế này. Để mình làm sốt. Mình làm sốt. Vâng. Thế thì không bỏ phí đi đâu, vì trong cái sốt của mình nó thơm. Vâng. Quý vị cứ lưu ý là khi mà chúng ta làm sốt này thì cái tỏi nó thật vàng. Và nó thật thơm đã. Phải vàng hẳn. Xong đấy. bắt đầu mình cho nước vào. Khi mà vò vàng rồi chúng ta sẽ đổ cái nước nấm hương này vào. Đấy. Sau đó là chúng ta sẽ cho nấm hương vào cùng luôn. Hôm nay cô Huyền Thanh sẽ nêm gia vị vào đây giúp cháu một chút ạ. Cô sẽ nêm cho cháu một nửa thìa cà phê gia vị vào đây ạ. Một thìa bột nêm. Vì bò nó rất hợp với tiêu nên cô cháu cho cháu khoảng độ nửa thìa tiêu vào đây nữa. Và một thìa canh dầu hào ạ. Rồi ạ. Chúng ta quấy đều nó lên. Sốt đã sôi rồi, bắt đầu chúng tôi sẽ xuống bột từ từ. Cho quý vị lưu ý là chúng ta sẽ xuống bột từ từ thôi ạ. Để cho nó sánh. Và quấy nhanh tay đúng không ạ? Vâng, quấy thật nhanh tay và không nó sẽ vón cục. Đúng rồi. Và khi mà chúng ta muốn thử cái độ sánh của sốt ấy, chúng ta múc thử lên một chút và chúng ta đổ xuống. Con bò của chúng ta đã hoàn thiện. Hải ơi, thơm vô cùng luôn, thơm lắm. Đúng không ạ? Thế bây giờ cô Thanh sẽ giúp cháu là dưới sốt từ từ lên trên miếng thịt bò này. Và mình sẽ rắc một chút hành hoa lên. Cô sẽ dưới đều. Dưới đều. Vâng. Màu đẹp quá Hải ạ. Vâng. Mùi thơm. Mùi rất thơm đúng không ạ? Chính cái sốt này nó làm cho cái thịt bò nó mềm thêm đấy cô ạ. Vâng. Sau đó là chúng ta sẽ rắc một chút hành hoa lên trên này. Đấy, và vài cái rau mùi nữa. Và món bò này của chúng ta đã hoàn thiện. Yêu cầu kỹ thuật của nó là thịt bò nó phải mềm quá ạ. Và nó thơm rất đặc trưng của cái nấm hương, của cái hạt tiêu ở trong này. Và lắm. Vâng, và cái vị của nó rất là vừa ăn, mà cái món này ăn với cơm thì rất là tuyệt đấy ạ. Thế ạ. Vâng, đây cũng là những cái khẩu vị mới để giúp đến quý vị các bạn thay đổi cái thực đơn ở cuối tuần tại gia đình. Và tôi hy vọng rằng là qua cái chương trình này, tôi cũng như nghệ sĩ Huyền Thanh gửi đến một công thức mới, đó là món bò cuốn nấm kim châm sốt nấm. Và hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ chế biến món ăn này thành công tại gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.